cái gì bà thích ấy thì bà cũng phải cố gắng giành lấy, giống như bà, chẳng phải bà cũng đã cãi lời mẹ bà để vào trường La La học còn gì. Ông nói gì ạ? Tôi không quan tâm là ông thích ai hết trơn á. Mấy cái buổi tập mà ông đi trễ á, tất cả mọi người đều phải đợi ông hết á. Rồi bây giờ còn mày đặt đấu đá vì một đứa con gái nữa. Tôi hết nói nổi ông rồi đó Mo nè. Em là học sinh mới chuyển tới, đã không theo kịp các bạn rồi, em phải cố gắng gấp đôi mấy bạn chứ. Là khi mình đi vệ sinh, thí dụ như hôm đó mình ăn nhiều, mình uống nhiều thì bắt buộc mình phải đi nhiều. Quên nhớ tách đen rồi mà ta. Trời, nhưng mà nhà trường không có giấy là em là rồi hết nước luôn, rồi hết pin luôn. Trời ơi!